Tập đoàn mafia khét tiếng nhất thế giới bị chính phủ Italy mang ra xét xử. Số tiền mà tổ chức này kiếm được hàng năm bằng GDP của 3 quốc gia cộng lại. Tổng cộng 2.100 năm tù cho hơn 200 bị cáo đã được tuyên án trong vụ xét xử bằng nhóm tội phạm lớn nhất nước Ý, kéo dài suốt 3 năm. Thẩm phán tòa án vùng Calabria, miền nam Italy, ngày 20 tháng 11 đã phải mất hơn 1 giờ 40 phút để đọc bản án lịch sử. Tổ chức tội phạm ngầm 'Ndrangheta, được biết tới là băng nhóm mafia có quyền lực mạnh nhất tại Ý. Nhiều nguồn tin cho biết nhóm này có xuất xứ từ những người gốc Sicilia và nổi tiếng với những mối liên hệ về các nghi lễ giống với hội tam điểm. Giống như các tổ chức tội phạm lớn khác, 'Ndrangheta cũng kiếm tiền từ mọi hoạt động phi pháp và tầm ảnh hưởng vươn tới 40 quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại châu Âu, Australia, Canada và Mỹ. Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Demos Copica năm 2014, ngày nay 'Ndrangheta ước tính kiếm được tới 60 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, nhiều hơn cả Deutsche Bank và McDonald's cộng lại. Nói cách khác, doanh thu hàng năm của tổ chức này lớn hơn tổng GDP của các quốc gia như Jordan, Lebanon và Uruguay cộng lại. Hơn một nửa doanh thu của hội đến từ hoạt động buôn bán chất cấm ở châu Âu, với mức độ kiểm soát được cho là lên tới hơn 80% trong số đó. Dữ liệu theo báo cáo của dự án báo cáo tham nhũng và tội phạm có tổ chức, OCCRP.